Các bạn ơi, như vậy tôi vừa chia sẻ với các bạn về những con bò rất là to, rất là béo. Con to nhất có thể nặng tới 550 cân, đấy, hơn nửa tấn đấy. Đến với các bạn, đây là những con bò rất là đẹp, rất là to, được anh Nô nuôi. Nhà anh Nô có địa chỉ tại thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là những con bò được nhập khẩu từ nước ngoài về, chủ yếu là những con bò dùng để chơi chơi thôi. Đấy, những con bò rất là to, rất là béo, rất là đẹp. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại gia đình anh Nô. Anh Nô là một người sở hữu 4 con bò rất là to. Giống bò này được nhập từ Lào về. Đấy, nói chung là giống bò dùng để chơi chơi thôi. Có bộ sừng rất là đẹp. Con nào con thấy rất là to và béo. Đấy. Có 2 video trước tôi đã quay về cái chuồng trại của anh Nô rồi. Có 4 con rất là to và béo. Đấy. Còn đây là con bò to thứ 3 mà anh Nô đem ra ngoài, gọi là huấn luyện nó một chút. Nó ngứa nên nó gãi vào cây. Đây chỉ là con bò to thứ 3 nhé. Con này anh em tính là nặng tầm 4 tạ 8. Dạ. Còn dạ vâng ạ, anh cứ vào đi ạ. Em cho thêm một chút ạ. Còn con to nhất đang ở trong chuồng là nặng tầm 5 tạ rưỡi. Và con to thứ hai là nặng tầm 5 tạ 2. Con này là tầm 4 tạ 8. Đấy, anh đấy dắt ra ngoài để cho nó gãi đỡ phải ngứa. Và đang huấn luyện bộ sừng của nó. 4 tạ 8. Con bò to, béo, đẹp. Đấy. Khá là sung sức đấy. Đó, không thể bảo gần được, sung sức. Anh Nô ơi, anh Nô à, sao mình không lấy con to ra buộc ở bên kia cho nó huấn luyện như con này ấy hả? Em cứ nghĩ là lấy ra hai con một con buộc ở bên kia. Lâu lâu mới thả ra ngoài nên nó rất là thích luôn. Gãi này, gãi khắp người. Đấy. Cây hồng này chắc là trồng để phục vụ cho bò tập luyện thôi. To béo khổng lồ, nhưng chỉ là đứng thứ 3 trong nhóm mà anh Nô nuôi thôi. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi, đặc biệt là những người kinh doanh về trâu bò, buôn bán trâu bò, đam mê trâu bò, thì hãy ủng hộ tôi nhé bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình như này. Sau đó bấm một cái chuông bên cạnh, tôi sẽ tiếp tục cập nhật giá cả về những con trâu, những con bò ở vùng cao đến với các bạn, đặc biệt là những con bò to đẹp béo. Tôi sẽ quay và chia sẻ đến với các bạn để các bạn biết được thông tin về giá cả về những con bò đẹp đó. Nôm na là như thế, vì tôi cũng rất là mê những con vật nuôi. Đấy, trời một lúc rồi, bây giờ nó chán rồi, đứng yên rồi.
Ngay bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong nhà anh Nô đây, trò chuyện cùng với mọi người. Đấy, bình thường là anh đấy còn lấy một con dập buộc ở đây này để huấn luyện nó này. Anh ơi, thế hôm nay ở Mèo Vạc mình có chợ phiên ở xã nào không nhỉ? Sáng nay em gọi cho một anh em vừa rồi quen ở chợ ấy, bảo là hôm nay có, em dậy sớm em đi quay chợ phiên cho thích. Bảo thế nhưng mà anh hôm nay không có nhỉ? Vâng, bên trong nhà anh Nô mọi thứ rất là đơn giản. Đấy, đơn giản thôi. Đó. Thôi xin kết thúc video ở đây nhá, không quay con người nhiều nữa đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.